đèn luôn, không thấy sáng. Một lứa để mà xuất bán được, bán tạm được ra thì có khoảng độ 7 tháng từ lúc mà con cá bé tầm 2-3 phân nuôi lên. Bây giờ có thể là người ta nuôi có 2 năm một con cá cũng là, hoặc là 3 năm. Càng to thì cái giá trị càng cao lên. Ước tính doanh thu thì nó rơi vào 1.5 tỷ, 2 tỷ. Nguồn nước ở trên sông Hồng luân chuyển dầu oxy, cho nên là cá hoạt động rất là khỏe mạnh và ít được bệnh tật. So với trọng ao thì nuôi được một độ kém hơn, thế nên kinh tế ở ngoài lồng có thể so với trong ao là đem lại hiệu quả hơn rất nhiều. Thì những năm trở lại đây, các hộ cũng đã tập trung phát triển nuôi cá lồng trên sông tương đối hiệu quả. Thì chúng tôi thấy rằng là giữa cái việc mà phát triển chăn nuôi cá lồng với ao hồ và đặc biệt so sánh với cây lúa thì cái sự khác biệt rất nhiều về kinh tế.